cảm ơn nữ ca sĩ Thúy An rất là nhiều với một giọng ca thật là ấm nồng trong cái mùa đông rất là rành lạnh. Và hiện tại ở bên trong chánh điện của chùa Quế Quang, tuy rằng là lạnh nhưng mà Nina cũng thấy rất là vui, cũng giống như các anh chị em nghệ sĩ đứng ở bên hông sân khấu cũng nói rằng là thấy quý vị trời mưa mà vẫn tiếp tục đi đến chùa Quế Quang để cùng với Leader Sài Gòn TV đón chào năm mới. Và chương trình cũng đang được trực tiếp truyền hình trên đài 56.7, 18.9, Galaxy 19 và ở LidoSaigonTV.com. Và trong những dịp năm về, năm mới tới đó, thì không biết rằng là anh Phạm Khanh có nhớ gì những cái kỷ niệm về Tết của mình hay không? Thực sự ra nói về Tết đó thì là chúng ta đón Tết hiện tại, nhưng mà nhớ lại những cái Tết ngày xa xưa thì có những cái hình ảnh mà mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy, hoặc là những cái hương vị, mùi vị mà chúng ta ngửi thấy là thấy Tết. Ví dụ như là nếu mà đi ra đường mà thấy hoa mai, hoa đào thì biết là Tết đến, đúng không ạ? Thấy bánh chưng, bánh tét, rồi mâm ngũ quả trong nhà là thấy Tết. Ngửi thấy cái mùi khói của pháo, nghe tiếng trống búa lân là thấy Tết. Có nghĩa là Tết là chúng ta vui với cái hiện tại, nhưng mà cũng hoài hương nhớ về những cái Tết ngày xa xưa ở bên Việt Nam. Thì phải nói rằng Phạm Khanh nhớ rất là nhiều những cái kỷ niệm ngày xưa. Thì không biết là Nina nhớ nhất là những cái kỷ niệm ngày xuân, ngày Tết ngày xưa nó như thế nào? Ngày xuân, ngày Tết thì Na rất là thích, là tại vì cái cảm giác mà mình không có sợ già thêm một tuổi tí nào hết. Cái cảm giác lúc nào cũng nôn nao đón Tết để được gửi những cái câu chúc tụng tốt đẹp, cũng giống như là được chúc Tết ông bà cha mẹ, được nhận bao lì xì. Thường thường thì mình nói mình càng lớn thì mình càng nhận ít quà hơn, nhưng mà duy nhất chỉ Tết là Nina mới nhận bao lì xì thôi, rất là vui. Nhưng nói tới những cái kỷ niệm Tết thì Nina rất là nhớ những cái kỷ niệm ở chùa Quế Quang vào những cái năm đầu tiên, cách đây 14 năm, 15 năm, 16 năm về trước, khi mà chương trình trực tiếp truyền hình của đài Lido Sài Gòn TV là một trong những đài truyền hình đầu tiên trực tiếp truyền hình live ở chùa Quế Quang hồi 16 năm về trước. Nina nhớ vào cái năm đầu tiên đó, thì khi mà vừa chúc mừng năm mới xong, chủ trì chùa Quế Quang thầy Thích Minh Mẫn đó phát bao lì xì xong là các em rồi quý vị ùa vào trong chánh điện là hái mai, có bao nhiêu cây bông ở trên bàn thờ là leo lên hái luôn, và cái đó là rước lộc. Vì những cái cảnh tượng đó thì rút kinh nghiệm những năm sau thì chùa Quế Quang gửi đến những nhành lộc đến cho quý vị khi đến chùa. Mà tin chắc chắn rằng quý vị đang có mặt ở chùa Quế Quang ở đây ngày hôm nay cũng sẽ rất là nhớ về những cái Tết, những cái kỷ niệm xưa. Bây giờ thì chắc Nina và Phạm Khanh sẽ đi đến từng nơi để mà hỏi rằng quý vị với những cái kỷ niệm Tết như thế nào. Em thấy chị mặc áo màu hồng rất là đẹp. Em mời chị. Em biết mình ngại nhưng mà không sao, tại vì ngày xuân, ngày Tết là mình đem đến tình yêu thương đến cho mọi người. Và chương trình được trực tiếp truyền hình ở trên đài Lido Sài Gòn TV ở băng tần 56.7, 18.9. Trước hết thì chị cho em biết chị tên gì và chị đang ở đâu. Em tên Ngọc. Mở phòng tên vừa lấy. Đây là Tết năm thứ mấy chị Ngọc ghé đến chùa Quế Quang để mà đón xuân? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà lại mưa gió bão bùng như thế này thì chị có cảm tưởng như thế nào? Lạnh quá nhưng mà cũng phải mặc áo dài, không dám mặc áo sát kẹt vô, sợ không có đẹp. Quý vị thấy người Việt Nam của chúng ta có một tà áo dài rất là đẹp, nhất là chị Ngọc ở đây ngày hôm nay mặc tà áo dài màu hồng rất là xinh. Tại vì đi lễ chùa với tà áo dài là một trong những nét đẹp không thể nào thiếu của văn hóa Việt Nam, nhất là các cô, các em. Thì chị có thể là gửi những lời chúc Tết đến tất cả người Việt Nam đang theo dõi chương trình Lido Sài Gòn TV ở khắp nơi trên toàn thế giới. Mời chị Ngọc. Yeah. Lần đầu tiên Ngọc đến chùa Quế Quang, dạ. Không biết nói gì hết. Năm mới chúc tất cả các quý vị, cô bác ở đây được
Được năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn Nina, cảm ơn chị Ngọc. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi thấy có một gia đình nữa họ cũng đến chung vui với chúng ta trong cái chương trình lễ hội đón mừng giao thừa và năm mới tại chùa Hội Quang hôm nay. Thì lúc mà Phạm Khanh mời chị ra đó, chị nói chị không dám ra vì lý do là chị ở xa lắm chứ không phải ở đây. Cái chuyện mà ở xa hay ở gần thì đâu có nghĩa gì đâu, phải không ạ? Chúng ta đến đây chung vui với nhau cùng vui, mà chị ở xa Phạm Khanh lại càng cố mời chị cho bằng được nữa. Bây giờ chị cho quý khán giả biết đi, chị ở xa, gia đình chị ở xa mà ở đâu vậy? Ở Alaska. Alaska, wow. Xin mời cho chàng pháo tay thật lớn cho gia đình đến từ Alaska. Đó là lý do giải thích làm sao chú đây nè, mặc dù trời mưa gió lạnh mà chú chỉ mặc một cái áo mỏng như thế này thôi. Vì có lẽ ở Alaska cái chuyện mà lạnh gió như thế này đâu có nghĩa gì đâu, phải không thưa chú? Xin mời chú ạ. Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng vậy. Thưa chú, là chú có thể cho biết rằng là lý do tại sao năm nay gia đình mình quyết định về California để mà đón Tết ra thưa chú? Như vừa rồi mới chú em mới nói đấy, thì mình về đây để hưởng cái không khí Tết đó. Mai nè, đào nè, bánh tét nè, bánh chưng nè, không khí. Và mọi người ở đây rất là vui, rất là vui. À, còn cô thì sao thưa cô? Rất là vui. Rất là vui, cô nói không nên lời. À, thưa chị cho biết quý danh của chị và chị chia sẻ rằng là đây là cái Tết thứ mấy mà chị cùng với cha mẹ đến đây để mà đón Tết đó, thưa chị. Dạ em tên Hà. Đây là cái Tết đầu tiên em đến Cali để đón Tết. Em đến Mỹ được 6 năm nhưng mà ăn Tết 5 năm trước là ở Alaska. Anh biết Alaska không có nhiều người Việt cho nên là ngày Tết cũng giống như ngày thường, tụi em cũng cứ đi làm xong rồi về. Nếu mà có tập hợp lại với nhau, chỉ nấu những cái món ăn truyền thống là hết rồi, không có những cái không khí ở ngoài trời. Cho nên là cứ muốn về đây để coi thử cái Tết của người Việt mình ở bên đất Mỹ như thế nào. Ở Alaska thì thưa chị, cộng đồng người Việt của mình ở bên đó thường thường là sinh sống như thế nào, làm việc ra làm sao? Rồi chưa kể rằng là giờ này thì đang Tết thì có lẽ là bên đó cũng có tuyết không thưa chị? Bên đó đang tuyết rơi ở bên đó. Đang tuyết rơi bên dạ, đó. Đang tuyết rơi. Wow. Thế thì thưa chị cho biết rằng là bà con của mình ở bên đó như chị nói là đón xuân đón Tết thì chỉ là quây quần với nhau có vài người vậy thôi. Thì không biết là khi về đây thì cái cảm giác của chị như thế nào khi mà thấy bà con phải đến đây rất là đông trong cái ngày xuân ngày Tết thưa chị. Cảm giác nó vui lắm anh, mà nó rạo rực lắm. Tại vì những cái năm trước mình ở bên Việt Nam á, thì nó khác, còn qua bên này thì nó buồn. Về đây thì thấy mọi người tự nhiên cảm thấy mình giống như là mình đang ở Việt Nam vậy đó, chứ không phải là ở bên Mỹ. Wow, thú vị, thế đó là cảm giác của một gia đình đến đón Tết tại California mà đến từ một nơi phải nói là quá xa xôi, đến từ Alaska. Rồi, bây giờ thì xin chú đại diện cho gia đình gửi lời chúc Tết đến bà con đồng hương Việt Nam từ khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ có tại California không thưa chú. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, mình được cái hân hạnh được ông anh đây muốn mình nói vài lời để xin cảm ơn. Trước nhất xin mình đầu năm mới xin thay mặt bà con Alaska nha, xin chúc Tết cho mọi người, bà con, cô bác, anh chị em ở California hay khắp mọi miền đất nước Mỹ được mùa xuân nha, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và mọi sự hạnh thông. Cảm ơn. Xin biết cho một tràng pháo tay cho gia đình đến từ Alaska. Và hy vọng rằng là với cái Tết đầm ấm như thế này, như chị chia sẻ, thì năm sau gia đình lại tiếp tục trở lại California để đón Tết. Xin chúc gia đình sức khỏe và nhiều may mắn. Xin chào. Và bên cạnh Nina thì trước hết chị cho anh biết chị tên gì và chị đến từ đâu? Mình tên Hiền, mình từ Calgary, Canada. Wow, chị Hiền đến từ Canada. Quý vị nào ở Canada cũng giống như thân nhân của chị Hiền ở đây thì giơ tay lên. Wow, chúng ta có khoảng hơn mười mấy người ở Canada. Và một cái nét đẹp rất là đẹp, bên cạnh là mình giữ ấm người, thì Na cũng thấy là rất nhiều cư dân ở Canada mặc áo dài ở đây. Một chút xíu nữa em sẽ xuống phỏng vấn tiếp. Thì ở Canada đón xuân như thế nào chị Hiền? Bên Canada thì lạnh lắm, thường thường cũng có chợ Tết nhưng mà thường thường là nó tổ chức trong một cái mall chứ nó không có được ngoài trời như vậy. Tại vì cái mùa Tết thường thường là vô cái mùa mà lạnh nhất của Canada.
Mà khi chị Hiền cùng với gia đình ghé đến Cali để mà đón xuân đó, đây là cái xuân thứ mấy chị đón xuân ở California? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà bị mưa gió như vậy rồi. Nhưng mà chị thích nhất ở California khi mà mùa xuân là chị thích nhất cái gì ở cộng đồng người Việt của chúng ta ở Lido Sài Gòn này? Mình thấy chợ Tết, chợ hoa, đồ vui lắm. Bên lại mình chưa có bao giờ được nghe tiếng pháo. Lần đầu tiên qua đây để nghe tiếng pháo Tết coi như thế nào. Tiếng pháo có đúng không ạ? Nếu mà đúng thì quý vị vỗ một tràng vỗ tay thật là lớn giống như tiếng pháo. Wow, cảm ơn chị. Đó là những cái kỷ niệm mà chúng ta rất là nhớ. Bên Việt Nam bây giờ không có còn nghe tiếng pháo nữa đâu, kính thưa quý vị. Với một lời chúc xuân đến cùng gia đình, người thân của mình ở Canada, cũng giống như California và người Việt khắp nơi trên thế giới, thì bây giờ em mời chị Hiền. Năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người là cái sức khỏe là quan trọng nhất. Rồi với lại được vạn sự như ý. Sức khỏe và cái câu vàng sự như ý là đã đông đầy những cái lời chúc tốt đẹp nhất vào đầu năm mới. Cảm ơn chị Hiền đến từ Canada rất là nhiều. Và liên tục chương trình thì